Nam giai đoạn 2016-2020 đã được triển khai nhằm tiến tới một nền kinh tế không dùng tiền mặt. Và đây là cái giai đoạn cũng hết sức là nước rút để mà các cái giải pháp đưa ra trong cái đề án này hướng tới cái việc thực hiện cái mục tiêu là đưa cái tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp dưới 10%. Thì cần thiết phải thực hiện nhiều giải pháp tích cực hơn nữa để thúc đẩy cái việc thực hiện thí điểm các cái mô hình thanh toán mới, các cái công ty công nghệ tài chính như fintech và áp dụng các cái công nghệ mới, các giải pháp đổi mới sáng tạo vào lĩnh vực ngân hàng. Một cái điểm thứ ba nữa đó là ba trụ cột công nghệ tài chính toàn diện và thanh toán không dùng tiền mặt có sự gắn kết chặt chẽ, bổ trợ cho nhau, tác động qua lại lẫn nhau và tạo tiền đề để giúp cho việc thực hiện các mục tiêu đề ra nhanh hơn, mạnh hơn và hiệu quả hơn. Cùng đó là cái sự khác biệt của chủ đề năm nay được thể hiện hết sức là căn bản trong nội dung của một phiên báo cáo chính và hai phiên báo cáo chuyên đề chuyên sâu như tôi đã trình bày trong cái phần tổng quan ạ.